Chào mọi người, đã rất lâu rồi chúng ta cùng quay trở lại với kênh của Huy Phùng PC. Và mình là Long. Ở trên bàn mình đây đang là một bộ cây có mức giá khoảng 50 triệu. Và nó là để làm việc gì? Và lý do tại sao mình lại chọn những bộ phận này để ráp cho khách hàng thì chúng ta sẽ xem ở video sau nhé. Mày bị điên à? À thôi chết, nhầm. Ở video này luôn mọi người nhé. Còn bây giờ, bắt đầu video nào. Do là khách hàng của mình là sử dụng Corona và V-Ray là chính, là nên là chúng ta sẽ dồn hết tất cả tinh hoa của bộ cây vào CPU. Và CPU bắt đầu mình tư vấn cho chị là i9-149K, một trong con CPU mạnh nhất thời điểm hiện tại. Nhưng mà sau một thời gian chị cũng đã tham khảo thì chị bảo là con 149K này thực ra là nó không mạnh hơn nhiều so với con 139K, mà lại thêm một khoản tiền khá, với cả nó cũng nóng hơn một chút. Nên là bộ PC của chúng ta hôm nay ở đây sử dụng đó chính là i9-139K. Và đương nhiên render bằng CPU, tức là chúng ta sẽ sử dụng CPU ở mức hiệu năng rất là cao. Và để đảm bảo được cái đó, chúng ta phải chọn một con main rất là phù hợp, đúng không? Và ở đây thì mình đã chọn một con main rất là quen thuộc ở Huy Phùng PC, đó chính là con Z690 Rockstick A Gaming Wi-Fi. Và nó sử dụng RAM DDR5. Nó là một con main sử dụng RAM DDR5 rất ngon trong tầm giá, với thông số kỹ thuật khá là khủng để đảm bảo hiệu năng của con chip i9-139K. Và có những cái yếu tố phụ như là Wi-Fi hay Bluetooth. Và nó cũng có màu trắng nữa. Nếu mà ai thích build những bộ cây ngoại hình màu trắng đẹp thì đây cũng là một lựa chọn rất là đáng tiền. Tuy nhiên ở đây là bộ cây dùng để làm việc nên mình vẫn trang bị cho khách con main này. Và sắp tới thì có vẻ là mức RAM 64GB là mức RAM tiêu chuẩn để mọi người làm việc thì phải. Nên là bộ cây ở đây mình cũng đã trang bị cho khách của mình là RAM 64GB. Và ở đây là sử dụng RAM DDR5. Và cái RAM hôm nay mình sử dụng đó chính là Kingston Fury RGB 64GB, 2 thanh 32GB và bus là 5600. Về phần trang bị ổ cứng thì cũng có khác đôi chút thôi một lần. Thì ở đây mình sử dụng đó chính là con SSD Crucible P3 Plus 1TB để cài win. Và một con HDD dòng khá là cao của Seagate, đó chính là Ironwood Pro. Mình không biết mình đọc phát âm thì anh có chuẩn không nữa. Nghĩa nó nghĩa là xoáy sắt chuyên nghiệp với dung lượng là 4T. Con này là thuộc phân khúc Data Center của Seagate. Đây là một combo khá là tiêu chuẩn trong việc là cài win và lưu trữ phần mềm cộng với thư viện. Tiếp đến Vega ở đây mình đang sử dụng đó chính là con Asus 4060Ti 16GB dòng Pro Arc. Đây là một con card màn hình rất là mạnh để render một GPU. Nhưng mà tuy nhiên ở đầu video mình cũng nói rồi, khách sử dụng chính ở đây là V-Ray và Corona. Và để giảm giá thành của bộ PC mà vẫn đảm bảo hiệu năng trong quá trình sử dụng thì mình cũng đã tư vấn cho chị là không cần lên card màn hình quá mạnh, chị chỉ cần dùng 3060 thôi là quá là dư thừa rồi. Nhưng mà chị đã kèm thêm một câu, đó chính là sắp tới chị có học thêm các phần mềm render GPU nên là chị sẽ cố lên luôn con 4060Ti 16GB. Nên tính ra là con 4060Ti Pro Arc này khá là hợp lý. Và bên mình đang bán với mức giá khá là hot là chỉ 14 triệu thôi mà là mọi người có thể sở hữu được chiếc card màn hình này rồi. Và để đảm bảo cho toàn bộ hệ thống này thì mình sẽ sử dụng đó chính là con nguồn Antec Leo Eco 850W chuẩn 80V. Thì đây cũng là một con nguồn khá là cơ bản và mình cũng không có nhiều điều gì về bàn luận về nó cả. Chắc là hai nhân vật này nó quá là quen thuộc rồi. Đó chính là con vỏ cây Sigmatic Alubit Pro 4FX và con tản nhiệt đó chính là Thermalright Frozen Note 360 ARGB. Đây là hai sản phẩm nói thật là mình chưa tìm bao giờ tìm được con sản phẩm nào khác để thay thế hai sản phẩm này. Bởi vì nó quá là ngon bổ rẻ trong tầm giá rồi nên là bên mình quyết định lắp liên tục nó với các cấu hình mà bên mình bán cho những khách hàng làm việc. Nên là nếu mà mọi người mà có đề xuất được con tản nhiệt hay là vỏ cây nào ngon bổ rẻ hơn trong tầm giá thì mọi người hãy đề xuất cho mình nhá. Và được rồi, sau một thời gian giới thiệu lan man về linh kiện và cấu hình của bộ cây thì bây giờ chúng ta sẽ đến phần test hiệu năng thực tế làm việc với cấu hình này. Và khách hàng của mình cũng đã nhờ mình tư vấn là hai phần mềm chính sử dụng đó chính là Corona và V-Ray. Nên là ở video này mình cũng sẽ test hai phần mềm này đầu tiên luôn. Thì với Corona thì các bạn có thấy là nhiệt độ nó khá là mát. Và với một combo quốc dân mà mình đã lắp như này rồi thì chắc chắn là sẽ không có gì bất thường xảy ra. Và nhiệt độ này chắc chắn là hiển nhiên là con chip i9-139K này chúng ta sẽ đạt được cái mức render. Nói chung là mát và mình cũng không biết là nói gì thêm. Và thực ra là mình cũng đã test con i9-139K này quá là nhiều rồi. Và mọi người có thể thấy là con i9-139K ở trên biểu đồ đây nhá. Tiếp đến với V-Ray thì nó cũng tương tự như vậy. Nên là thôi, mình cũng sẽ để biểu đồ lên cho mọi người xem. Dù sao thì đây là hai phần mềm render bằng CPU phổ biến nhất ở Việt Nam bây giờ. Thì bây giờ mình cũng không biết là còn phần mềm nào hơn nữa. Nên là ai mà đang sử dụng phần mềm render CPU nào khác thì hãy đề xuất cho mình nhá. Tiếp đến bây giờ mình sẽ tiến hành test con 4060Ti 16GB Pro Arc xem là nhiệt độ nó ra sao. Thực ra thì với một con card 128 bit
và công suất tiêu thụ tối đa nó có thể đạt được là chỉ vào khoảng 165W, và nó lại sở hữu một cái ngoại hình là 3 fan thì mình cũng không bất ngờ với kết quả của nó khi sử dụng với các phần mềm render. Nói chung nó quá là mát. Trước đây trong các phần mềm render bằng GPU thì mình chưa từng test Unreal Engine 5 với con 406GB 16GB, nên là ở đây mình sẽ test cho mọi người xem. Và các bạn có thể thấy ở đây mình đang preview con 406GB 16GB bằng phần mềm Unreal Engine 5. Nói chung là với mức FPS này thì mình cảm thấy khá là ổn. Pha này mình được mượn của anh khách và VRAM của nó ăn đến tận gần 16GB, và con Asus Pro Arc này của chúng ta vẫn đáp ứng được. Và chuyển qua phần render, mọi người thấy là con 406GB 16GB Pro Arc này của chúng ta quá là mát đúng không? Mình không bất ngờ gì với kết quả của nó cả. Và bây giờ mình sẽ để phần hiệu năng của con 406GB 16GB vừa khi sử dụng Unreal Engine 5 lên biểu đồ cho mọi người tham khảo. Và tiếp đến mình sẽ tiến hành test kế fan test với con 406GB 16GB Pro Arc. Và với mức FPS cho ra như thế này trong quá trình dự hình, mình cảm thấy khá là hài lòng với mức giá bỏ ra là khoảng 14 triệu mà chúng ta là một con Vega 16GB VRAM này. Lúc preview, lúc dự hình với test thì mình thấy khá là ngon này. Tốc độ render thì cũng không khá là chậm này, vì mình đã để con 406GB 16GB ở trên biểu đồ cho mọi người xem. Thực ra thì Huy Phùng PC đã test con 406GB 16GB Pro Arc ở một video khác rồi, nên là nếu mọi người muốn xem lại chi tiết đánh giá hiệu năng của con Pro Arc này thì mọi người xem lại video của Huy Phùng PC nhé. Còn bây giờ mình sẽ tổng hợp lại các biểu đồ cho mọi người xem. Đầu tiên là D5 render với file nhẹ này. D5 render 406GB 16GB với file nặng đây này. Lumion 12 này với Escape 4.0. Sorry mọi người nhá, thực ra đợt này mình vừa mới hết tiền, mình chưa kịp mua bản quyền của Escape nên là nó hiện cái dòng thông báo ở góc này. Mọi người thông cảm nhá, đây là hiệu năng của 406GB 16GB khi chúng ta sử dụng Escape phiên bản mới nhất, đó chính là 4.0. Tiếp đến với ứng dụng AI Stable Diffusion thì mọi người thấy hiệu năng của con 406GB 16GB ở đây. Tổng kết lại về bộ cây 50 triệu để sử dụng V-Ray và Corona thì nói chung mình cảm thấy khá là hài lòng khi tư vấn cho khách bộ cây này, vì nó đã đảm bảo các tiêu chí là chọn được một con CPU mạnh nhất này, một con main đảm bảo ổn định nhất để render bằng CPU này. Ngoài ra nó vẫn có một con 406GB 16GB để cho khách sử dụng với các phần mềm render bằng GPU, vì sau này khách có nhu cầu học về các phần mềm đó. Trong tầm giá 50 triệu thì không biết mọi người có đề xuất được cấu hình nào ngon hơn cấu hình này của mình để sử dụng VRAM và Corona không, thì mọi người hãy bình luận cấu hình đó ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào.